từ các nhà máy, nay cả lao động Trung Quốc cũng sang Việt Nam để làm việc. Kính chào các bạn khán giả của kênh Netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề: "Tôi cảm thấy việc chuyển giao, mất năng lực sản xuất của các nhà máy ngoại thương chỉ là vấn đề thời gian, mỗi người cần phải hoàn thiện mình hơn nữa." Cùng hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé!